Nếu như có dịp đi Châu Đốc, các bạn hãy thử ghé chợ Tịnh Biên hay còn được gọi là chợ Châu Đốc. Nơi đây là khu chợ tiếp giáp với biên giới của Campuchia. Trước kia khi mà chưa có đi chợ Tịnh Biên á, mình nghe nói đến chợ Tịnh Biên thì mình cứ tưởng tượng nó là một cái khu đất trống, rồi mọi người cứ cứ bày đồ ra rồi cứ bán. Nó giống như là một cái chợ của miền núi á, nhưng mà thực ra là khi đến đây thì lại không phải, nó cũng giống như là một cái chợ mà mình thấy ở nhiều nơi á, nó cũng có từng gian hàng, rất là nhiều gian hàng luôn. Đồ đạc ở đây được trưng bày rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu đó là mình thấy có những cái mỹ phẩm, những cái quần áo, đặc biệt đó là hàng của Thái. Ngoài ra ở cái khu chợ này còn có bán vải nữa, vải cũng giá rất là rẻ, rồi đồ điện tử, rồi những con côn trùng là theo mùa nữa, chẳng hạn như là họ có bán như là bọ cạp, rắn rết, vân vân. Và đặc biệt là khô mắm, ở cái khu chợ này là khô mắm rất là phong phú. Bóp dây này cộng 150 em trai ơi. Nước hoa trai có 150. Ôi trời. Mắm trong ngon này chị. Cái linh. Linh sáng. Mắm đi chị ơi. Mắm linh mắm sạp rồi nè chị, nào được mua giùm. Mắm linh 50.000. Có hai cái nha. Thịt dừa được không chị? Thịt dừa 10.000 một cái. Đúng rồi. Nó lỏi thầy là cái ấy mà. Gọi giúp một bệnh viện đi. Thầy gọi là chị không nổi đó. Đây, đồ nào lúc nào ta đựng chạo để tự mình coi nó khỏe. Wow, trời. Cái này vừa mua thêm gì nữa mình coi lựa con bún thử em đi, mua thêm gì con cái 8.000 đúng cái 40 chưa không được, hai áo có 150, hai áo có 150, hai áo 150 cho 75.000 cô chị ơi, mua quần áo của con nữa bộ sáu quần áo nữa 150 nè chị, cái 75.000 quần sọt cái 50 nè chị gái ơi. Mình lót 10 cái 80.000 nè chị. Muốn gì cái lời đi chị ơi. Giá chợ túi nè 10 cái 80 nè. Ngực tu đi gái có 50.000 nè gái ơi. Áo đi em ơi, hai cái áo cho mình. Dầu kem đánh răng mình xài bán là mức là nào vậy đó, cũng như là cũng là chịu đựng thôi mua. Chắc là còn chỉ có cái có một kia sữa nè, thử đi. Ký lên với nữa ký cái chốt còn sống nè.